tôi cũng qua trân trọng kính mời quý tập phát thanh nghiệp đón xem chương trình ca nhạc đặc biệt vào 7 giờ tối nay tại ấp Tà Xía xã Mỹ Đức thị xã Hà Tiên. Trời đất ơi, cái dầu gội quỷ gì mà tao nói tóc rụng quá trời quá đất luôn vậy đó. Cái tóc đó tóc giả đó. Bông ra là hữu dụng, bánh bèo là vô dụng. Bánh bèo điên là bà đó. Nói gì mày? Mày nhàn. Mày làm gì vậy? Cản mày chứ làm gì? Không có bóng đèn, có bóng lộ được không? Bỏ đi giỡn hoài. Quân. Trời ơi! Chạy đi kìa! Chạy đi! Con mấy gì đây? Số gì đây?